Đất nước này tự hào là miền đất giàu có với những bãi biển dài thơ mộng, những khu rừng nhiệt đới và sự trù phú của hệ sinh thái. Trong đó phải kể đến tỉnh Bocas del Toro, thiên đường xanh của Panama gồm 9 đảo nhiệt đới, mang sắc thái Mỹ, nối liền Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Dưới thời đế chế Tây Ban Nha, nơi đây là con đường thông thương tấp nập. Theo thời gian, đã có lẽ bởi vậy, tuy cách xa nửa vòng trái đất, mối quan hệ hợp tác song phương luôn được duy trì và phát triển hết sức tốt đẹp. Hai nước không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, du lịch, khoa học kỹ thuật, đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương. Nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước và các bộ, ban ngành đã được thực hiện nhằm trao đổi, thảo luận, tìm các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên. Panama không chỉ là thị trường đứng thứ 3 của Việt Nam ở Mỹ Latin, mà còn là thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch cao trong biểu đồ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang châu Mỹ Latin. Panama mong muốn Việt Nam là cầu nối, cửa ngõ để Panama vào thị trường ASEAN. Panama cũng sẵn sàng là cầu nối, cửa ngõ để Việt Nam vào thị trường Mỹ Latin. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng đều trong những năm gần đây, từ 233 triệu đô la năm 2014 lên 300 triệu vào năm 2018. Panama nhập từ Việt Nam các sản phẩm chủ yếu từ hàng dệt may, giày dép, máy nông nghiệp, dầu mỏ. Trong khi đó, Việt Nam ưa chuộng các mặt hàng như chất dẻo thành phẩm và nguyên liệu, gỗ thành phẩm và nguyên liệu từ Panama. Tính đến tháng 7 năm 2019, Panama có 12 dự án đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực bất động sản, chế biến chế tạo và vận tải kho bãi, với tổng số vốn đăng ký là hơn 43 triệu đô la, đứng thứ 60 trên tổng số 132 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Hai nước có tiềm năng và nhu cầu hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác như vận tải hàng hải, nông nghiệp, y học cổ truyền, v.v. Các lĩnh vực văn hóa giáo dục, đào tạo, du lịch cũng được quan tâm thúc đẩy nhằm tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Panama. Có thể nói, Việt Nam và Panama đang đứng trước cơ hội to lớn để mở rộng, tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực vì sự phồn vinh ở mỗi nước.